Để đi ra ngoài hỏi thử anh Hùng, để ra thằng hỏi coi, hỏi mấy người y tá đó nãy gọi thằng muốn cái gì á, giờ coi như là chỉ có thở cái này thôi, cấp cứu rồi. Đây là chú đang ở trong phòng cấp cứu đó cả nhà, thì thằng mới nói chuyện với mấy người ở trong đây. Nắng mệt quá. Bây giờ ở trong bệnh viện đi ra mà nó mệt đi không nổi. Tại vì hồi nãy đậu á, mình đậu ngay cái cửa mà tưởng đâu là ổng đưa ra cái phòng để nằm dưỡng rồi. Ai về đâu vô đó thì nó chỉ mình đi xuống tuốt ở dưới. Ổng còn nằm phòng ICU nha cả nhà. Coi như là ổng còn nằm cái phòng mà để hồi sức á, cấp cứu á, cấp cứu hồi sức á. Ok, xem mình đây nè, hết mấy đường đi rồi. Rồi cái xong, cái đi dưới xong, cái đi ra. Đi ra nó hơi bị xa. Bây giờ để vô đây nghỉ mệt, uống miếng nước đi. Rồi sẽ nói về cái tình hình bệnh của ổng ở chỗ đó, người ta nói cái gì, rồi nó sẽ như thế nào. Chắc đi quá, này chắc đi quá, mệt quá. Người ta vô ultrasound cái tim á, chụp hình cái tim á thì cũng rất là lâu luôn cả nhà. Chụp hình cái tim mà lâu lắm, không có giống như là không có nhanh được á. Thì xong rồi nãy giờ hàng ở trong đó cũng một tiếng mấy rồi. Quá trời, bữa nay nóng luôn nè, bữa nay nóng khiếp luôn á, nóng quá trời nóng luôn. Rồi cái thôi tắt đi, hạ này xuống đi. Ồ, bây giờ bệnh viện gọi nữa nè. Hello, hai chị Hằng, chị kiếm được anh Trần chưa? Rồi bây giờ Hằng vô kiếm chú Xuân rồi, và Hằng ở chỗ đó nãy giờ Hằng mới đi ra nè, mới đi ra chỗ. Okay. Hả? Dạ. Thì bây giờ là em nói đi. Nói chị. Bây giờ chị Hằng muốn hỏi là chú đang nằm đó có nghĩa là chú chưa có được hồi sức, chưa có tỉnh phải không? Dạ đúng rồi, tại vì ICU là cao nhất có mô, tại chú bệnh quá cho nên phải trong ICU. Rồi như vậy thì khi nào khỏe thì mới đưa chú ra ngoài. Như vậy có thể chú có mổ cái gì không, hay là phải điều trị cho chú bằng cái gì không? Cái đó em không biết, nhưng mà bây giờ em gọi chị là em muốn hỏi chị là nếu mà chú cần mổ hay là chú cần cái gì á, mình gọi cho chị để chị quyết định cho chú được không? Dạ thì chú không có anh em, không có con cái gì, không có vợ, cho nên mình không có ai quyết định cho chú hết. Cái người quyết định đó là quyết định thôi, chứ không có responsible cho tiền bạc gì hết á, chứ là quyết định cho chú thôi. Bởi vì chú có insurance, cho nên insurance nó trả cho. Đúng rồi. Cái bệnh viện này, chứ không có cần gia đình, không có cần chị lo lắng đến tiền bạc gì hết, chỉ cần chị giúp đỡ để quyết định cho chú thôi. Ok. Tại vì chị quen chú ba bốn năm nay, ba bốn năm chị hơi biết rõ chú muốn cái gì. Dạ. Yeah. Chị quyết định dùng chú được không? Giống như nếu chú cần đi nursing home mà chú để tự quyết định không được á, thì nhà thương sẽ gọi chị hỏi là bây giờ chị Hằng quyết định cho chú đi nursing home được không? Dạ đúng. Hay rồi. Là nếu chú cần đi mổ thì nhà thương sẽ gọi chị hỏi bây giờ chị có đồng ý cho chú mổ cái này không? Chị hiểu nó, chị hiểu nó không? Nghĩa là nhà thương sẽ update chị, gọi hỏi cho chị về đồng ý, giống như làm procedure hay là đi tiếp kế của cái bệnh viện này. Dạ được em. Thì bây giờ nói chung thì chú không có bất cứ một người thân nào. Thì có nghĩa là chị Hằng cũng biết chú 3 năm rồi.
Thì bây giờ bệnh viện ví dụ như cần phải mổ chú, cái gì mà điều trị cho chú tốt thì cứ điều trị thôi. Rồi giống như có một cái người để mà hỏi được không thì ok, chị Hằng sẽ đứng ra giống như là có thể đồng ý giùm vậy đó. Dạ. Tại vì nhà thương không có quyền quyết định cho bệnh nhân, nhà thương phải có một người bạn hay là người gia đình gì đó giúp nhà thương quyết định cho bệnh nhân. À ok. À, với lại chị Hằng. Chị Hằng em sẽ bỏ tên của chị xuống nha. Ok. Với lại chị Hằng phải yêu cầu một cái này là yêu cầu rất là lớn luôn, tại vì chú là người homeless before, chị cũng có giúp chú. Nhưng mà sau này chú bệnh thì Hằng yêu cầu là nhờ giống như social worker để kiếm giùm cho chú cái nursing home hoặc là cái housing. Chứ khi chú ra đừng có thả chú đi chở về suối ở nữa. Dạ, dạ, thì lúc mà chú khỏe rồi thì họ sẽ assess chú coi coi chú có đi cần đi nursing home không. Hay là nếu mà không đi nursing home được thì họ sẽ giúp để về shelter hay là cái tiếp. Dạ. Thì shelter thường thường hình như là chú không có chịu, chú đòi là housing. Tại before chú có cái housing rồi, nhưng mà sau đó chú bị mất housing. Oh. Yeah. Yeah, thì cái nhà thương này nó không có, nó thường thường nó đưa resources thôi chị hả? Thường thường nó đưa resources giống như đi apply for section 8 hay là phải đi shelter trước, rồi cái người ấy trong shelter nó mới giúp đỡ đi kiếm nhà cho bệnh nhân, chứ ấy nhà thương không có. Tại vì shelter nó có case worker với social worker giúp đỡ cho bệnh nhân. Uh-huh. Yeah. Ok, thì thôi bây giờ tạm thời điều trị cho chú cái khỏe của chú trước đi ha. Rồi coi như thế nào. Thì có gì nếu bệnh viện gọi Hằng thì Hằng nghe. Rồi nếu mà cái gì Hằng quyết định được thì Hằng quyết định. À hả? Hằng cũng mới ở trong đó, mới đi ra xe thôi. Dạ. Yeah. Ok em, rồi. Ok, bye bye. Thì ở hồi nãy Hằng quên nói, tại vì cái người trong bệnh viện này gọi cho Hằng á, là hồi nãy thật ra đi vô bệnh viện rồi thì có cuộc điện thoại bệnh viện Hằng bắt lên. Thì hỏi tại sao biết số Hằng gọi thì nói là ở trong coi trong cái system á là thấy có cái số điện thoại của người thân của chú là cái số của Hằng. Thì người ta mới gọi, thì giống như người ta nói tại vì cái luật ở Mỹ á, khi cái người mà có thân nhân, thí dụ người ta có vợ, thì khi mổ là hỏi ý kiến của người vợ là quyết định mổ đúng không, thì người vợ say yes thì mổ. Tại vì còn hoặc là khi mà con cái cha mẹ cũng phải say yes và có chữ ký. Cho nên chú thì không có bất kỳ người thân nào, mà chỉ có là giống như Hằng là biết chú 3 năm nay thôi, thì người ta và có ghi cái số điện thoại của Hằng ở trong đó, thì Hằng nghĩ là chắc không biết. Chú đã lúc trước chú nằm ở đợt trước thì chắc có lẽ là chú đã ghi số điện thoại của Hằng ở trong cái bệnh viện này rồi, cho nên là lần này thì người ta sẽ gọi Hằng. Thì người ta nói sắp tới đây có thể giống như mổ cho chú, hay là quyết định đem chú vô nursing home hay là về cái gì đó, thì có thể gọi cho Hằng để cái quyền quyết định là có một cái người, ví dụ cái người đó cho dù không bà con nhưng biết chú là ai, biết chú là bị pho cái gì đó, thì có thể quyết định giùm chú đưa chú vô nursing home giùm. Tại thí dụ sau này không biết chú, tại bệnh viện nó điều trị thôi, khi điều trị khỏe thì đâu biết chú đã liệt chân liệt đồ, chú không thể đi được, thì đưa vô nursing home là cái nơi có người chăm sóc, thì cái điều đó mình rất là mừng rồi, có người chăm sóc luôn, ăn uống luôn, rất là mừng. Thì nhưng cũng phải có người ký cái giấy là người đó chấp nhận cho chú này đi vô nursing home. Thì những cái điều đó mà Hằng ký cái giấy cho chú được đi vô nursing home để có người chăm sóc thì cái đó rất là mừng, rất là quý. Thì Hằng nói ok, Hằng sẽ làm điều đó, nếu như khi chú được đưa ra nursing home, nằm tại đó có người chăm sóc mỗi ngày và cho uống thuốc, cho ăn uống mỗi ngày thì rất là quý rồi. Với lại hơn một cái nữa thì giống như khi có mổ thì cũng phải có một người say yes để ký giấy để mổ. Chứ cái còn nếu bất cứ cái người còn đủ bình tĩnh nha, thí dụ như chú Xuân khi mà quyết định đẩy chú đi mổ, chú còn đủ bình tĩnh nha, giống như là chú còn hiểu biết, chú tỉnh, thì chú tự ký giấy chú đi mổ được. Chứ bệnh viện như không, nó không có lôi mình đi như vậy.
thì bắt buộc phải mổ, là cái người bình tĩnh phải ký giấy. Và nếu như lúc chú hôn mê rồi phải mổ thì phải có một người ký giấy. Thì đằng nào hôn mê rồi mổ cũng chết, không mổ cũng chết, thì mình chỉ là người mình đại diện, mình ký giùm để cho bệnh viện người ta mổ đúng thủ tục để người ta điều trị lại cho chú thôi. Thì Hằng cũng say yes. Nếu như chú còn đủ bình tĩnh khi chú không có hôn mê, chú tỉnh lại và quyết định phải mổ cái bao tử thì chú ký giấy. Còn nếu như chú hôn mê luôn mà phải mổ á thì Hằng ký. Tại vì cái đó là ký cho đúng thủ tục thôi. Chứ hồi nãy thì giống như bên Social Worker nó cũng giải thích là mình không có chịu trách nhiệm cái gì hết. Nhưng mà ở đây bệnh viện của Mỹ khi mổ cho bệnh nhân hay bất kỳ cái gì đó cũng phải làm đúng thủ tục. Cái đó là đúng cái thủ tục thôi, là mình ký giấy vậy thôi. Tại vì cái bệnh đó tới hồi nó phải vậy. Giống như chú cái đợt trước, khi mà chú nằm đợt trước rồi đó cả nhà, thì bệnh viện chưa có cho xuất viện, chú tự nguyện chú đòi đi ra, cho nên chú chưa có đủ cái liệu trình để điều trị. Lúc đó là theo lẽ mổ chú đó, mà chú khỏe lại là chú đi ra. Thì đi ra mới một tháng nay thôi thì cái đó nó nặng thêm dữ lắm. Thì bây giờ là không biết chú có tỉnh lại được hay không là một chuyện cũng chưa biết nữa. Tại hiện tại nằm trong ICU mà không có biết gì hết. Hằng tới cũng không biết người ta gì hết. Coi như Hằng có quay một chút xíu để cho cả nhà mình nhìn là chú đang chụp ống tiếp hơi thôi, chứ không có quay lâu được ở trong đó. Khi y tá ở trong đây nó tới nó chăm sóc liền liền luôn. Thì lúc hồi nãy người ta tới, người ta siêu âm cái tim cho chú là siêu âm không cả tiếng đồng hồ. Cả tiếng đồng hồ hả anh Hùng? Siêu âm cái tim thôi mà cả tiếng đồng hồ chưa xong. Ta đẩy máy vô tới phòng ta làm cho chú. Thì chú có bệnh này nha. Bệnh của chú hiện tại tim hút thì tim nó si hết rồi, si tim. Tại hồi hộp á, hút cái vô nó làm cái tim đập dữ quá, hồi hộp thì cái sẽ si tim. Cái tim cũng bị. Và cái bao tử chú đã banh hết rồi. Đợt bố hổm là nó lét, nó sắp lủng, cho nên người ta tính mổ để người ta may lại. Nhưng rốt cuộc chưa có đủ liệu trình là chú đã trốn, chú đi về. Rồi bây giờ tới hai cái chân. Hai cái chân là chú không còn đi được. Hai chân không đi được. Chú có nhúc nhích được, thấy đẩy nhúc nhích cái chân á anh Hùng. Lúc mà người ta lại kéo chú thì thấy cái chân chú còn nhúc nhích được. Nhưng cái chân chú không có đi được nữa. Thì cái điều đây nếu như điều trị chú phục hồi lại thì cũng có thể là đưa chú ra nursing home là một cái điều mà đúng nhất và cần nhất. Tại chú không có đi được nữa thì phải nằm một chỗ có người chăm sóc. Tại hai cái chân giống như là xương nó bị mục á, hút nhiều quá xương bị mục hết nghe nha. Thì bây giờ mình nghĩ nè, răng á rụng hết, tại vì đó là chất axit nó làm răng rụng hết. Thì các bạn nghĩ xương có mục hay không? Nó làm cho mục xương mà. Thì mỗi ngày hút mấy chục năm trời như vậy thì xương nó sẽ mục. Và chú chân không còn đi được nữa. Tại hôm qua khi mà ẩm chú ra, thiện cổng chú ra xe đó, là kéo hai cái chân là chú khóc không à. Nói đau lắm không có chịu nổi. Thì khi đi vô tới đây thì coi như người ta nói là chú đã bị hai cái chân luôn, là có thể hai cái chân đó không có cử động được. Thì khi vô đây thì có thuốc. Lâu nay á, nghĩ là cái chân chú đã bị nhức, chú đi không nổi lâu rồi, không phải mới đây đâu. Nhưng mà khi hút vô nó không có đau. Tại vì cái đó nó không có đau, nó làm cho mình khi đau mình không có cảm thấy đau. That's why khi người ta mổ, mình bị mổ, bị gây mê, bị gây tê đều là cái chất có cái đó hết. Nhưng khi thuốc người ta làm cho mình thì đương nhiên nó khác rồi, nó có liều lượng. Còn cái này ở dưới thì chú cứ hút thoải mái vô, nó không có cảm giác chú đau. Nhưng khi mấy ngày nay cả tuần rồi là chú nằm đó đâu có hút nổi, thở còn không được hơi đâu mà hút. Cho nên là nó đau gã rồi hết xương cốt không còn gì hết. Thì nằm hôm qua Hằng xuống là không có nhúc nhích được, có thể chết thôi. Có thể chết, nếu mà Hằng trễ thêm 2 ngày nữa thì có thể là chết thôi chứ không cách gì sống hết. Cho nên là Hằng nghĩ là nói tiếng hôm qua chứ khi video này có thể ngày mai hay gì đó Hằng mới đăng cái video lên thì chú nằm bệnh viện cũng được 2-3 ngày rồi. Nhưng hiện tại hôm nay là Hằng và anh Hùng vô là chú vẫn còn nằm ICU, là một cái phòng hồi sức cấp cứu để mà cấp cứu đó. Cho nên chú chưa có được đẩy ra ngoài cầm phòng đặc biệt đó, coi như là phòng cấp cứu đặc biệt đó. Còn khi mà chú được đẩy ra ngoài nằm để điều dưỡng á, điều trị á, thì cái đó đỡ rồi. Mà cái này không có được chưa nha cả nhà. Nằm bất động, không biết người ta, không biết gì hết. Thở oxy.
Thì cái vấn đề ở đây là thật sự mình nói thì chưa biết là tình trạng của chú nó sẽ như thế nào, nó sẽ tiến triển tốt hay xấu. Cái đó mình cũng phải chờ vài ngày nữa vài ngày nữa coi sao, và bác sĩ có thể coi cái bác sĩ có quyết định là mổ hay không hay là làm cái gì. Thì đó, nãy giờ cũng có tình cờ thằng đang làm cái video thì có một đoạn của người chắc cái đó là những cái người đại diện trong bệnh viện giống như là social worker, thì gọi điện thoại nói chuyện với Hằng, hỏi qua những cái mà mai mốt những cái gì có thể làm á, thì ghi cái tên Hằng xuống dưới đó trong bệnh viện và có thể Hằng có thể trả lời quyết định giùm. Tại vì đằng nào thì coi như chú cũng không có biết là có giữ lại được mạnh khỏe hay không, thì bệnh viện cứ điều trị hết mức của bệnh viện thôi, nhưng người ta bắt có một người để mà ký tên á, chứ không có trách nhiệm gì hết. Cái đó là cái luật, đúng theo cái luật lệ thôi. Ok, cho nên thì hôm nay Hằng với anh Hùng đi vô đây nãy giờ cũng 2-3 tiếng đồng hồ rồi tại lòng vòng đi kiếm nãy giờ đó thì cũng 2 tiếng mấy rồi. Cho nên ok, bây giờ thì thông báo cho cả nhà mình biết tình hình sức khỏe của chú, và sắp tới đây thì coi như thế nào thì Hằng sẽ review tiếp tình hình sức khỏe của chú như thế nào cho cả nhà mình biết nha. Thực sự nếu qua khỏi hay không mình cũng chưa biết có qua khỏi hay không, và nếu như có không qua khỏi thì Hằng cũng không biết sắp tới phải tính chú về, tại chú không có người thân nữa, thì thôi bây giờ tới đâu tính tới đó đi, mình cũng không biết nói làm sao. Thực sự thì người thân mà giống như là bà con là chú không có ai hết, gia đình không có ai hết, chú là một coi. Thì hiện tại bây giờ chú đã nằm bệnh viện rồi, để Hằng sẽ gọi cho cái liên lạc được cái anh Tú gì đó hay không, anh Tú gì mà đang giữ cái thẻ mà để lấy tiền bệnh của chú đó, thì để Hằng gọi cho biết là mấy cái đó mình nên hô lại đừng có lấy. Thì nó sẽ phải đau ra từ ngày chú nằm bệnh viện, chú không có đi ra, mà khi đưa vào nursing home thì tiền của chú, tiền bệnh đó là nursing home, là chăm sóc, thì nursing home người ta lấy hết những cái tiền đó để người ta chăm sóc cho chú đó. Thì để Hằng báo cho anh Tú đó là không có được lấy cái tiền mỗi tháng của chú đó xài nữa. Tại vì khi chú còn ở ngoài thì cho chú xài cái gì đó Hằng không biết, nhưng khi chú nằm bệnh viện là mình đừng có lấy sau này nó phải đau ra nó bắt mình đó. Cho nên để Hằng sẽ gọi cho cái anh Tú đó có được hay không. Hoặc là nếu anh Tú có coi cái phim này mà có nghe Hằng nói những lời này thì gọi lại cho Hằng nha. Dầu gì cũng phải lâu nay là chú Xuân có qua lại với anh Tú để anh Tú giữ mấy cái tiền của chú Xuân gì đó, thì anh Tú nên biết một cái luật, khi mình cái người bệnh rồi mà người ta không có xài tiền á, mà mình lấy cái tiền đó thì sau này người ta phải đau, kể từ ngày chú nằm bệnh viện chú không có xài tiền á, thì bắt đầu là mình mất công phiền lắm. Cho nên khi ở Mỹ thì nó có nhiều cái luật á mà rất là phiền. Thì cho nên anh Tú nhớ cẩn thận những cái gì khi tiền bạc của chú Sinh mình giữ. Và nếu như mà mỗi tháng hiện tại chú Sinh chưa có ra viện, thì nếu anh Tú có lãnh cái tiền đó của chú Sinh thì nên giữ đó dùm cho chú Sinh. Nếu như khi bắt đầu ta đưa chú qua nursing home là những cái phần đó người ta chuyển qua nursing home. Và sau đó nếu như chú Sinh có chuyện gì thì những cái tháng mà chú Xuân nằm viện, anh Tú có thể lấy tiền đó để sau này có thể còn lo hậu sự cho chú Xuân nha. Ở đây thì Hằng thông báo trước, tại vì hôm qua là cái ngày mà Hằng đưa chú Xuân vào bệnh viện, thì Hằng nghĩ là anh Tú có xem chương trình của Hằng chứ không có, anh có thì có gì anh Tú nên gọi lại cho Hằng để nói chuyện rõ hơn những cái vấn đề của chú Xuân bệnh như thế nào. Tại vì Hằng hỏi chú Xuân có lúc chú Xuân khỏe hỏi có qua lại với anh Tú không, thì chú Xuân nói chú Xuân có khi chú Xuân nó có lấy tiền, chú Xuân nó có khi không có, thì thật sự thực hư như thế nào mình không biết. Nếu mà có gì nó không có đúng theo những lời chú Xuân nói thì anh Tú cứ gọi điện thoại cho Hằng nha. Ok rồi, bây giờ hồi nãy hồi mới sáng nay Hằng có nhận được cuộc điện thoại của có nhận cái cuộc điện thoại của cái này, không biết Hằng phải gọi bằng chú hay bằng anh, thì tên là Đức
Đức gì đây? Tên là Đức Vũ. Đức Vũ. À, không biết gọi bằng anh hay bằng chú thì chú Đức Vũ. Có nói với Hằng là để gửi cho anh Hùng 100 để làm quà cho anh Hùng. Thấy anh Hùng đi làm từ thiện với Hằng dễ thương quá. Nhưng mà không biết anh Hùng có việc làm hay chưa. Thì ok, sẵn đây thì Hằng cũng trả lời cho những câu hỏi. Cũng có nhiều người hỏi Hằng là sao Hằng không kiếm việc làm cho anh Hùng. Ok, thì sẵn đây Hằng sẽ trả lời cho một vài cái comment hoặc là một vài cái tin nhắn cho Hằng về vấn đề sao không kiếm việc làm cho anh Hùng. Cái thứ nhất thì Hằng có nói đây rồi, việc làm thì rất là dễ kiếm, không có khó. Nhưng vấn đề anh Hùng là không có lái xe được. Khi đi làm hãng, đương nhiên phải có người nào tình nguyện mà đi làm chung á, mà chở anh Hùng đi làm giùm. Và anh Hùng trả tiền xăng cho người ta mỗi tuần thì mới được. Còn đằng này không có, thì tại vì hãng á, nó phải đi đường freeway. Ở đây hãng nó vòng vòng, ở đây không có hãng gần mà có thể đi bộ được hay đạp xe được đâu, không có. Thì cho nên việc làm hãng thì không có. Còn việc làm nhà hàng thì anh Hùng cũng từng làm nhà hàng rồi, và anh Hùng cũng đã nghỉ. Thì trong cái lúc nghỉ đó thì anh Hùng có đi theo Hằng để mà cai rượu. Theo lẽ là anh Hùng đã bắt đầu cuốn gói để đi bụi đời tiếp, đi qua một cái nơi tiểu bang khác tiếp tục nữa. Thì cái lần mà nghỉ nhà hàng và chuẩn bị để cuốn gói đi bụi đời tiếp thì Hằng có nói câu này. Hằng nói anh Hùng, khi anh Hùng qua tới đây là một cái điểm dừng chân mà có Hằng, thì anh Hùng không dừng chân được. Nếu anh Hùng tiếp tục đi nữa, cuộc đời anh Hùng sẽ lang bạt tiếp tục cho những ngày kế tiếp. Và cũng tuổi mình không có còn trẻ nữa, thì những cái nơi nào mình nên dừng chân ổn định cuộc sống được thì mình dừng chân, chứ đừng có tiếp tục đi lang thang như vậy nữa. Thì cuối cùng thì anh Hùng chọn cái là ở lại chứ không đi. Thì trong những cái ngày tháng đi với Hằng hổng ngày cũng mấy tháng anh Hùng? 2 tháng chưa? Không nhớ. 2 tháng, 3 tháng gì hả? 2 tháng gì rồi đó. Thì anh Hùng cũng bỏ được rượu, bớt được rượu rất là nhiều. Còn cái lúc đi làm nhà hàng, hình như đi làm về là bắt đầu tối uống rượu suốt. Ngày nào sáng mà có gặp Hằng đó là cái mùi rượu không thể chịu được. Khi cái người ta gọi là kêu nó say nguội là kêu bằng cái gì? Nó bị cái gì? Hangover đó. Khi mà hangover mà sáng ra gặp Hằng đó là cái mùi rượu nó còn nồng nặc nè, còn nói chuyện tào lao rất là nhiều nè, cái đó là nó còn say rượu. Cho nên khi đi với Hằng trong 2 tháng nay thì anh Hùng đã bỏ được rượu, nhưng còn uống bia nha. Thì bia thì anh Hùng uống cũng không có đến nỗi nhiều, cũng vài chai, vài lon gì đó, chắc có khi cũng 5-6 chai thì tới điểm dừng. Thì cho nên Hằng khuyên là thôi cứ bỏ từ từ nó đi. Một vài chai thôi, khi mà mình uống giải khát một vài chai bia không có sao. Thì từ từ thì nó ổn định lại cái tinh thần cũng như cái sức khỏe. Tại khi bỏ rượu được, để nó ổn định, nó control được, tay mình đừng có run đi. Nhưng sometimes Hằng thấy anh Hùng vẫn còn run, tại không có rượu đó, ổng vẫn run đó nha. Anh gắng control cái đó, đúng không? Anh cũng cảm thấy nó run đúng không? Đó, thì khi không có rượu nó run là mấy người nghiện á. Cho nên nhưng mà cái mùi rượu khi ổng đi sáng đi với Hằng thì nó không còn nữa. Thì đương nhiên là ổng đã cai được cái rượu rồi, thì cũng còn uống bia chút đỉnh thôi thì cũng đến nổi. Cho nên khi Hằng nói để ổn định lại thì để tại vì anh Hùng không có chiếc xe, với lại không có lái xe được. Hiện tại cái hồi xưa bằng lái là uống rượu lái xe, cho nên là bị tịch thu bằng lái. Thì mình phải gọi về, tài xế ở New York thì nói để chờ gọi về New York, để cho bên New York người ta kêu ảnh phải làm cái chương trình gì, để mới đi học thêm cái gì, để lia được thì mình mới bắt đầu thi lại cái bằng lái mới. Thì mua chiếc xe thì dễ rồi, mua chiếc xe chừng 3.000 đồng mình chạy đi làm cũng vòng vòng cũng được rồi. Cho nên tạm thời thì đi với Hằng và có tiền food stamp của chính phủ ăn. Rồi thịt ra ăn thì hổng gà tiền food stamp hầu như là lấy để dồn để trả tiền phòng á, phụ vô trả tiền phòng á. Ăn thì mua bao gạo rồi. Rồi khi thì ăn đồ ăn á, Hằng có cá khô cái này cái kia lặt vặt vậy đó, rồi ảnh mua cháo đồ thêm vậy đó, rồi ảnh ăn thôi. Với đi với Hằng thì ăn rồi, cho nên là cái ăn nó không có đáng ngại. Bây giờ chỉ đáng ngại là phải làm để có tiền trả tiền phòng. Thì tạm thời Hằng nói để xin cái tiền GA coi phụ vô được bao nhiêu để mỗi tháng bắt đầu trả tiền phòng.
Rồi nếu đi theo Hằng thì anh Hùng nghe lời Hằng gắng cố gắng cai được bia rượu và đứng lên để làm lại cuộc đời mới đi. Rồi có thể để ổn ổn lại coi kiếm cái gì bạc tham để làm đỡ thêm, để mình có thêm cái một cái thu nhập một chút để phụ vô trả tiền phòng hay là gì đó. Dạ, cho nên bây giờ tạm thời thì vậy đi. Nhưng mà thấy ổng bỏ được rượu thì là cũng mừng rồi. Chứ thực ra bỏ rượu nó cũng giống như bỏ xì ke thôi. Rất là khó. Cái nghiện nào nó cũng giống nhau. That's why thằng Rahim thì mọi người cũng cứ hay hỏi Hằng sao Rahim sao rồi. Thì thực sự Rahim nó vẫn uống lai gai như vậy, nhưng nó còn giữ được là nó đi làm hãng. Tại vì nó quốc tịch Mỹ cho nên nó làm hãng. Thì Rahim làm hãng là tại vì ở cái chỗ xe phòng thì các anh ở chung nó ở chung mà kiểu giống như xe phòng với nhau thì chở nó đi làm và nó trả tiền xăng, cho nên nó mới không có xe, nhưng mà nó vẫn được đi làm kiểu đó. Thì nó vẫn được giữ cái chỗ của nó đi làm, nó vẫn còn đi làm. Nhưng mà chị Hằng cũng không có quay phim nó nữa. Quay cái gì đâu, đâu phải tối ngày đi đè đầu mấy người đó quay phim, không có quay. Nhưng sometimes thì bà con cũng hỏi Rahim sao, thì ok Hằng cũng trả lời một chút là Rahim nó như vậy. Cũng thỉnh thoảng nó cũng gọi điện thoại hỏi chị Hằng, thì khi gọi thì xỉnh xỉnh thì mới gọi, thì chị Hằng cũng chửi dơi dơi rồi. Chứ chị Hằng không có gặp, Hằng không có tới gặp nó để quay phim nữa đâu. Dạ rồi, cho nên là hôm nay là cái anh hả, cái chú Đức Vũ gì không biết, thì có gửi 100 đây cho anh Hùng lặt vặt để có thể là lặt vặt bỏ để mua gì, mua trà uống, mua nước uống gì ha, mua nước gì mình để trong phòng của mình để mình uống đó. Đâu rồi, đâu rồi, tại anh mới gieo qua mới gọi sáng xong rồi gieo qua, cho nên là rất là dễ. Thì vừa coi tin nhắn thấy có gieo qua rồi, cho nên là sẵn đây trên cái video thì có anh Hùng đây, mình trao luôn để cho anh Hùng cảm ơn. Đâu rồi đâu rồi đó, để lục đi. Đây ok, 100 nè anh Hùng, là của anh Đức Vũ hay là chú Đức Vũ gì đó cũng không biết nữa. Rồi anh Hùng cảm ơn, kêu anh Đức Vũ cho 100 nha. Cảm ơn anh. Dạ. Chú gì đó kêu anh đi, anh Đức Vũ, cảm ơn anh. Anh kêu anh nhiều. Dạ, coi như là cũng có tiền lặt vặt đi. Cần ăn uống đôi khi đó thì Hằng cứ ở nhà Hằng nấu, Hằng chiên cá khô hay cái này cái nọ đó thì cho ông ăn. Ông không có thích ăn cao lương mỹ vị, ăn tầm bậy tầm bạ không à. Mà đi với Hằng ăn mà không chịu ăn, ăn dư đó là Hằng cũng chửi dữ lắm. Coi như là không ăn mới bị chửi, chứ không phải ăn bị chửi nha cả nhà. Tại vì không ăn là nó sẽ ốm, nó sẽ mất sức. Cho nên mấy ông mà đi với Hằng á là ăn Hằng mới thích, không ăn Hằng chửi. Nói với ai nghe lạ không? Ăn Hằng tốn tiền mà, nhưng mà Hằng nói phải ăn, ăn nó mới tốt. Tại vì mấy ổng nói thì không phải là ăn tầm bậy thì chết. Còn cái này giống như ăn là mới có sức khỏe, ăn bình thường thôi. Cái này ăn tô bún ăn hết là Hằng cũng chửi. Hằng nó phải ăn, phải không ăn sẽ không có sức khỏe, thì làm sao đi làm việc, làm sao mình khỏe lại được để mình đi làm việc. Thì các bạn thấy giống anh Khanh không? Uống ghét rồi ổng đâu còn sức đâu. Rồi ổng không ăn á, rồi chỉ có ngày cũng sẽ chết. Cũng giống hút thôi, tại vì hút cũng không ăn. Thì ghét kiệt sức giống như chú Sưng. Rồi xanh ra xương khớp nó mục hết thì cũng chết thôi. Thì cái uống nó cũng giống nhau như vậy. Cho nên là Hằng la, Hằng nói các anh mà trong chương trình của Hằng, mỗi anh đều có một cái tật. Mà cái tật đó mệt lắm. Mà nhiều khi cô chú anh chị em xem thì nói Hằng nói chuyện tế nhị. Vậy sao biết Hằng không nói chuyện tế nhị? Thậm chí bên ngoài trên cái phim các bạn thấy vậy thôi, mình năn nỉ đủ trò, mình nói chuyện ngọt ngào đủ thứ. Nhưng đôi khi mệt quá phải chửi, Hằng chửi dữ lắm. Nhưng Hằng chửi mà tại sao các anh theo Hằng? Thì nhiêu đó các bạn nghĩ là đúng rồi, Hằng không có bùa, có ngại, không có gì hết. Nhưng ngoài sau lưng đó, cái tình thương đương nhiên Hằng thương các anh em như một cái gia đình vậy. Tại sao Hằng chửi rồi mấy ổng cũng khà khà ra như nhau như vậy? Tại vì chửi giận, mấy ảnh biết Hằng giận, Hằng chửi. Chửi trong cái tức giận vậy thôi, nhưng Hằng không có bỏ mấy anh em, rất là thương. Ăn, nấu phục vụ lên cho ăn, không ăn cũng bị chửi. Nó không ăn là coi như hút nhiều quá không ăn, hay là uống nhiều quá không ăn đó. Còn ăn được ngủ được là sống tốt, còn sống không tốt mới ăn không được ngủ không được. Ngay cả anh Hùng uống cũng vậy, mới không ăn được, cho nên Hằng chửi đó. Mà giận Hằng là đi đi là tiêu,
đi là hư cuộc đời luôn đó. Nếu mà thằng chửi tự ái giận là xong, hư cuộc đời luôn đó. Cho nên mấy ổng không giận thì gắng mà đứng lên để làm lại cuộc đời thì mấy anh em mới có cuộc sống tốt đó. Ok rồi, thôi bây giờ lái xe, nãy giờ đi thăm chú Xuân ra đây rồi thông báo tình hình của chú Xuân, rồi bây giờ Hằng lái xe. Ok, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye.